thành phố Huế ngay lúc này. Đây là khách sạn Moran, Sài Gòn Moran, ngay mũi cầu Trường Tiền mọi người. Và đang diễn ra cái lễ hội quảng diện buổi cuối cùng của buổi lễ vinh danh nghề, cũng như tối nay sẽ là bế mạc cái lễ hội festival truyền thống làng nghề năm nay, năm 2023. Bây giờ bên trong đang làm lễ để cầu an, cũng như làm lễ tạ bề trên. Ở đây là khu vực nơi đoàn quảng diện sẽ đi, gồm có áo dài, rồi xích lô chở các nghệ nhân, rồi cùng các đoàn lân sư rồng, đoàn áo dài tím sẽ đi diễu hành quanh thành phố. Từ khu vực từ đây là công viên Tử Tường, sẽ đi vòng qua cầu Trường Tiền, vòng về cầu Phú Xuân, về lấy lời sẽ qua cái điểm cuối cùng, đó là Bế Quốc Học, nơi sẽ tổ chức lễ bế mạc tối hôm nay, cũng như lễ khai mạc festival làng nghề truyền thống năm 2023 này. Đó, bên trong làm lễ chắc là đã xong, cho bị rước đó, sẽ rước triều, dẫn triều đi qua Trường Tiền cùng các đoàn lân nghệ thuật, cũng như xích lô và áo dài tìm Huế. Và đây là một vài hình ảnh chúng tôi gửi đến mọi người trong một video ngắn này để bà con biết. Ngày hôm nay là ngày 5, lúc này là 5:30 chiều ngày 5 tháng 5 năm 2023. Đây là cái kia o phía nữ việc đầu các đoàn các nghệ nhân vừa trên xích lô sẽ đi vòng thành phố đây, qua Trường Tiền về Phú Xuân. Ngồi đầu là ba vị nghệ nhân có tiếng ở Huế đây. Một bác ngồi giữa là Nguyễn Văn Sĩnh, là làng nghề Đúc Đồng, và bác không biết bác nào là bác Nguyễn Duy Mông. Đó, và ba bác người quên cái tên. Đó, những nghệ nhân, đây là nghệ nhân ở Huế, và phía sau là những nghệ nhân của khắp cả nước về đủ các ngành nghề truyền thống. Một hình ảnh rất Huế. Bên trong là những cái tiền trọng can của ban tổ chức làm lễ. Sau khi lễ xong bắt đầu mới lễ diễu hành trên đường phố mọi người. Đó, sau này là những nghệ nhân đó, các làng nghề về khắp cả nước. Đây là diều này, những o cầm những cành diều, rồi những cây hoa sen bằng giấy. Sau lưng cũng là những cái đoàn lân nghệ thuật lân sư rồng. Rồi em quay sẽ gửi đến những hình ảnh nghi thức làm lễ như hôm nay, cũng như đoàn quảng diện trên đường phố. Hy vọng bà con mọi người tiếp tục đón xem những video mới của em với nhé. Đây, đây mấy chị đang ngồi mệt, nghỉ mệt chưa đi. Đang có người chăm họp người người. Đừng lên lời. Đây có những công trình kiến trúc của Pháp đó. Xích lô
Thank you.